Chào mừng các bạn đến với Man Gan Game Official. Mình là Shin và đây là chuyên mục bình luận chương, nơi chúng ta hãy cùng bàn luận về những nội dung mới nhất có trong các series manga đặc sắc. Trong video ngày hôm nay, manga mà mình muốn đưa đến cho các bạn là My Hero Academia. Video bàn luận này chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi spoiler. Nếu các bạn là fan của anime và không muốn bị tiết lộ những thông tin mới nhất thì hãy dừng ngay video này lại. Còn nếu các bạn không sợ bị spoil hoặc thậm chí thích bị spoil thì không để các bạn chờ lâu nữa. Chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Chương mới của chúng ta có tên là đầu đạn hạt nhân tầm thấp siêu thanh tối tân xuyên lục địa. Mở đầu chương mới là cảnh hồi tưởng về quãng thời gian lúc mà Star and Strike còn ở một nơi như trại huấn luyện quân đội. Lúc này Trung Cô còn khá trẻ và vẫn chưa cơ bắp như thời điểm hiện tại. Các quân nhân khác đang cười Star vì cô không thể gia tăng sức mạnh của mình một cách dễ dàng. Trong lời tự thuật, cô nói về hạn chế của năng lực New Order. Ban đầu thì nó có vẻ là một siêu năng lực có thể thay đổi hoặc tạo ra bất cứ thứ gì mà cô muốn. Nhưng dù thế nào đi nữa thì vẫn có một giới hạn nhất định về lượng sức mạnh mà cô có thể gia tăng cho bản thân. Và dù cho cô có cố gắng đến mức nào thì vẫn không thể thay đổi được sự thật đó. Dần dần, Star cảm thấy thất vọng về bản thân vì không thể tìm ra quy tắc nào giúp cải thiện đáng kể sức mạnh của mình. Cô biết nhiều người cho rằng việc cô không đủ sức là do cô là phụ nữ. Tuy nhiên, họ không bao giờ nói ra, nên Star cảm thấy vui vẻ vì điều đó. Mọi người nói Star and Strike quá nghiêm khắc với bản thân vì cô ấy muốn vươn tới trình độ của All Might, nhưng điều đó có đôi chút dở hơi vì lỗi không phải ở bản thân cô mà là do giới hạn của năng lực, và bất kỳ siêu năng lực nào trong thế giới của My Hero Academia đều có những giới hạn nhất định. Hơn nữa thì cô còn có những đồng đội và bọn họ sẽ luôn ở bên để lấp đầy với những khoảng trống mà cô còn thiếu. Họ luôn động viên Star, thậm chí còn nói rằng giờ cô đã rất mạnh rồi, không cần phải tự so sánh bản thân với All Might vì cả hai đều là quái vật cả. Quay trở lại với hiện tại, những quả tên lửa từ cuối chương trước cuối cùng cũng sắp tới. Một trong những phi công hỏi liệu cô ấy có thể chạm vào chúng không, và Star and Strike xác nhận rằng cô có thể, nhưng sẽ phải từ bỏ giới luật ảnh hưởng đến chùm tia laser từ chương trước. Cô yêu cầu họ giữ Shigaraki để cô có thể sử dụng đống tên lửa sắp tới kia để xử hắn. Shigaraki hiểu rằng tia laser không phải là đòn tấn công cuối cùng vì sẽ không có lý do gì để cô tiếp tục sử dụng nó khi đã nhận ra rằng Shigaraki có thể kháng cự và tiếp tục phục hồi. Tia laser đó hiện tại chỉ có tác dụng cầm chân hắn ta mà thôi. Vậy tức là phải có một đòn tấn công khác mạnh hơn sẽ giáng xuống người hắn trong thời gian tới. Cùng với suy luận vừa rồi, Shigaraki cũng nhận ra có thứ gì đó đang đến và quyết định đánh cược. Các phi công liên lạc với Star và nói rằng hãy cố gắng tiêu diệt hắn ta bằng đòn tấn công sắp tới, trong khi bọn họ đang có thể giữ chân hắn ta lại. Đòn tấn công này phải đánh hắn túi bụi đến bố mẹ cũng không thể nhận ra được. Shigaraki không biết có nghe được những lời đó hay không, nhưng hắn cũng nhanh chóng nhận ra rằng không chỉ bản thân hắn mà cả Star and Strike và những phi công ở trên kia cũng đều đang đánh cược vào đòn tấn công sắp tới. Một cao nhân đã nói rằng khi mà đã dính tới cờ bạc cá cược thì người không chơi là người thắng. Nhưng ở đây, cả hai phe đều chơi thì ai sẽ thắng đây? Nghe có vẻ gay cấn thế thôi, chứ kết quả ra sao thì chúng ta cũng sẽ sớm biết rõ. Star and Strike bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Tia laser biến mất và cô ấy nắm lấy những quả tên lửa bằng tay của phiên bản khổng lồ của bản thân ở trên không. Cùng với đó, Star cũng phải chạm vào tên lửa bằng chính cánh tay thật của mình và đưa ra mệnh lệnh là Tiamat sẽ xoay vòng. Khi Shigaraki qua thung lũng và tia laser không còn ghi bàn chân, hắn ngay lập tức nhảy vọt lên bầu trời và tất cả các phi công cũng đồng loạt bắn về phía hắn. Trong khi đó, tên lửa hoàn thành một vòng quay và người khổng lồ không khí ép chúng về phía tên Shigaraki. Tên của đòn tấn công là cú đấm đầu đạn hạt nhân tầm thấp siêu thanh xuyên lục địa tối tân. Tất cả mọi người đều bị đẩy lùi về phía sau vì cú nổ, và ngay cả Endeavor đang bay tới cũng có thể nhìn thấy vụ nổ từ phía Nhật Bản. Tuy nhiên, khi mà nước bị giạt ra từ áp lực của vụ nổ để lộ cả dưới đáy đại dương thì Star phát hiện ra rằng có một cái lỗ ở đó. Shigaraki bay vọt lên từ cái hố, lớp da trên người hắn đã mất nhưng hắn vẫn nở một nụ cười điên dại. Giờ đây Shigaraki có thể tự do kiểm soát sự phân hủy, và đó là lý do một phần của phòng thí nghiệm của tay bác sĩ đã không bị phân hủy lúc hắn được đánh thức. Bản thân Shigaraki giải thích rằng sau khi nhận thấy một đòn mạnh hơn đang đến và suy đoán được giới hạn của New Order, đó là hai giới luật, hắn ta đã đào một cái lỗ ở dưới đáy đại dương ngay khi tia laser tan biến và trốn ở đó. Đây quả thực là một ván cược lớn của tên trùm tội phạm trẻ,
khi mà chỉ cần chậm trễ dù chỉ 1 mili giây thôi thì đòn tấn công ấy cũng sẽ trở thành một vết thương chí mạng đối với hắn. Nhưng may mắn của Shigaraki sẽ trở thành vận rủi của Steinstrike. Mặc dù đã sử dụng đến đòn tấn công có lẽ là mạnh nhất của mình thì đối thủ của cô vẫn hầu như không hề hấn gì. Các phi công phát hiện ra Shigaraki đã sử dụng Lunomu như là mồi nhử, tức là họ đã bắn vào con Nomu và nghĩ rằng đã giữ chân được Shigaraki. Nhưng không, hắn đã kịp đổi chỗ và đào được một cái hố rất sâu dưới đáy đại dương để né đòn. Các phi công nhận ra rằng nếu thua ván cược vừa rồi thì Star and Stripe sẽ gặp nguy hiểm và ngay lập tức sốc lại đội hình để cố gắng bảo vệ cô ấy. Nhưng con Nomu phát nổ và phá vỡ đội hình của họ. Shigaraki bắt đầu nhảy vào giữa các máy bay phản lực, tiến gần hơn đến Star and Stripe. Đột nhiên, All for One chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể. Hắn nói rằng chắc chắn hắn ta sẽ sử dụng năng lực này tốt hơn cô ấy. Hắn đã chạm được đến máy bay của đội trưởng. Ông ấy nói, Star and Stripe, hãy dùng người khổng lồ mà nghiền nát cả chiếc máy bay và Shigaraki luôn đi. Ông ấy nghĩ rằng Shigaraki sẽ không thể chịu được đòn đó nên sẵn sàng hy sinh để đảm bảo thắng lợi. Nhưng Star and Stripe đã lưỡng lự vì họ đã làm bạn với nhau từ thời còn huấn luyện trong quân đội. Hơn nữa, khả năng tái tạo của Shigaraki quá mạnh có thể sẽ khiến cho đòn tấn công này trở thành sự hy sinh vô ích. Nhân cơ hội ấy, Shigaraki lao đến và chạm vào mặt nữ anh hùng mạnh nhất Hoa Kỳ. Các bạn thấy chương này thế nào? Quá căng thẳng khi mà Shigaraki có thể chạm được vào người của Star and Stripe và đòn tấn công mạnh nhất của cô ấy lên người hắn cũng không thể kết liễu được tên tội phạm này. Ngoài ra thì qua chương thứ 332 này, chúng ta biết thêm được về quá khứ của cô nàng anh hùng mạnh nhất Hoa Kỳ khi mà cũng đã có một thời vật lộn để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Trong quá khứ, Star không có được tầm vóc và cơ bắp như bây giờ và cơ thể này đòi hỏi quãng thời gian dài tập luyện của cô. Mình không biết giới hạn sức mạnh mà New Order có thể tăng cho cô là bao nhiêu lần so với sức mạnh hiện tại, nhưng để có thể mạnh hơn và đến gần hơn với sức mạnh như người mà cô đã ngưỡng mộ, Star and Stripe đã phải cố gắng rất nhiều. Tên Shigaraki quả thật cũng rất khó nhằn khi hắn có quá nhiều năng lực trong người. Có thể nói là hồn All for One mà ra Shigaraki khi vẫn có thể phục hồi siêu tốc và sử dụng hàng loạt các khả năng khác để chiến đấu. Về diễn biến của chương sau thì mình nghĩ rằng sẽ có sự xuất hiện của Endeavor khi mà bác đã bay cả tháng trời rồi thì chắc cũng phải đến nơi. Tiếp đó, về cú chạm mặt theo đúng nghĩa đen của Shigaraki và Star and Stripe thì sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Thứ nhất, đó là Shigaraki đã lấy được năng lực của cô nàng và trở thành con quái vật thực sự. Mình không thích trường hợp này, vì như vậy thì chuyện sẽ đi vào lối mòn. Đơn giản có thể kể đến như là chuyện Naruto khi sinh ra nhân vật Madara và Kaguya và sau đó phải tạo ra cách để nhân vật chính chiến thắng vô cùng vô lý. Khả năng thứ hai đó là Shigaraki nhận ra năng lực của Star and Stripe không thể bị cướp được nên đã đả thương nữ anh hùng bằng khả năng phân hủy. Tuy không lấy được năng lực nhưng cũng khiến cô không thể tham chiến một thời gian. Khả năng thứ ba là Star đã kịp hủy bỏ giới luật siêu sức mạnh để tạo ra một giới luật mới, đó là không thể bị ảnh hưởng bởi một năng lực cụ thể, là năng lực All for One hoặc là DK thì mình không dám chắc. Và cùng với đó, Endeavor đã kịp thời bay tới, nhưng Shigaraki cũng đã rút lui bằng cách để lại đám nơ mưa cầm chân các anh hùng. Mọi người cũng để lại ý kiến về nội dung của chương sau ở phía dưới phần bình luận nhé. Và như thường lệ, mình thật sự nóng lòng muốn biết điều gì sẽ xảy ra ở chương tiếp theo. Vừa rồi là video bình luận về những diễn biến mới nhất trong series My Hero Academia mà chúng mình đưa đến cho các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại một like, share và một subscribe cho My Academy Official để chúng mình làm ra được nhiều video hay hơn nữa trong tương lai, mà cũng bởi vì nó miễn phí mà. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Manga Anime Official. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn like, subscribe và đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ nhỏ ở phía bên phải để nhận được những thông báo mỗi khi chúng mình ra video nhé.